Vâng, Đồ Gỗ Bích Quyền xin kính chào tất cả quý vị khách hàng. Và ngày hôm nay thì bên cơ sở vừa hoàn thiện xong phần thô cho hai cặp lục bình nguyên khối chất liệu gỗ xà cừ mà quý vị đang theo dõi trước màn ảnh đây. Vâng ạ. Và hai cặp này là bên cơ sở làm theo chiều cao là 1m60 và đường kính của nó là 45cm. Vâng ạ. Và là chất gỗ xà cừ cực kỳ là đẹp. Đây là bên cơ sở là chọn lọc ra phần gỗ gọi là được mượt mà từ chân lên đến cổ. Vâng ạ. Hàng nguyên khối quý vị xem trước mắt đây. Vâng. Hàng cực kỳ là đẹp. Và đối với những đôi như thế này là bên cơ sở làm sẵn mộc và phun sơn là phun sơn PU theo yêu cầu của quý khách hàng. Và quý khách hàng nào cần đặt mua hoàn thiện hoặc là mua mộc thì cũng có thể là liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở để đặt mua. Vâng ạ. Và mọi chi tiết nếu như có khách hàng nào có nhu cầu dùng đến đôi nguyên khối trên đây thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở qua số điện thoại hoặc là liên hệ qua Zalo theo số 0354318894 và địa chỉ của cơ sở tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Vâng, và cũng xin báo giá luôn cho đôi lục bình nguyên khối có chiều cao 1m60 trên đây. Vâng, giá là bao gồm một đôi. Vâng ạ. Giá bao gồm một đôi hoàn thiện đẹp đẽ sơn BU đẹp đẽ có giá là 16 triệu đồng ạ. Vâng, 16 triệu đồng. Và mua mộc sẽ có giá là 15 triệu. Vâng ạ. Và bên cơ sở sẽ miễn phí vận chuyển 100 km. Vâng. Mà có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam ra tận nhà mọi người. Vâng ạ. Cực kỳ là đẹp cho hai đôi nguyên khối 1m60. Vâng. Và cũng xin được kết thúc video tại đây và cũng xin chào hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video lần sau.